Vâng, xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay thì quy trình anh em thợ của cơ sở em đang làm cái lớp lót 1 cho những bộ ghế nghê cột 12, tay 12, chân 14 thuộc phiên bản là mới nhất của cơ sở em. Thế thì hôm nay với công đoạn mà lót đầu tiên á, thì chia sẻ cho mọi người đó là tại sao mà cơ sở bên em lại chọn một cái hình thức đó là cho anh em quét bằng tay chứ không phải là lót bằng máy nhá, tức là không có xịt bằng bếp. Thế thì trước khi đến với chủ đề vậy thì hôm nay cơ sở cũng xin giới thiệu đó là một lô cơ sở em sản xuất thì có 6 bộ. Thì bên em đã chuyển qua bên xưởng sơn 2 bộ rồi. Còn 4 bộ bên này thì bên em sẽ lót và bảo lưu để quý anh chị có thể là tới xưởng và chọn mua từ khâu mộc lót nhé. Còn 2 bộ bên kia thì chúng em sẽ sơn lên để bán cũng như để trưng bày. Thế thì với một cái tiêu chuẩn mà gỗ tràm bông vàng lõi ấy, quý anh chị nhìn sơ qua và cho cơ sở bên em một ý kiến đánh giá xem là quý anh chị cảm thấy như thế nào. Thực sự thì có thể nói rằng là sơn lên, em nói quý chị là lót xong, nhìn cái sản phẩm nó vàng, nó đẹp, cảm giác nó y như là một cái bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ vậy, nó rất là chất đúng không ạ? Tiêu chuẩn chúng em nâng cấp ở cái lô hàng này, đó là con nghê là chúng em làm với chiều cao là nghê 24. Cho nên là cái tổng chiều cao tó này nó cao hơn 4 phân so với cái bản trước. Cho nên là nhìn cái con nghê, cái độ nét của nó khác biệt với quý chị. Đó, nhìn tiêu chuẩn mà nó như vậy. Đó, tay cột 12 đặc nguyên khối. Đây, các anh chị xem này. Cột gỗ tràm mà còn có nu nữa quý chị nhá. Đấy, độc đáo chưa? Và tay nghê chúng em làm là tay nghê nguyên khối. Đó, khác với tất cả các cái tiêu chuẩn bình thường ở thị trường. Ở thị trường thì chắc chắn là sẽ không có cái phiên bản này. Không bao giờ có cái tay nghê nguyên khối này. Bởi vì cái cây mà chúng em làm ấy là toàn bộ có bao nhiêu cây to của các anh em lãi buôn ấy, là chúng em là thầu hết. Có bao nhiêu cây to là chúng em cứ đầu tư vào cái việc là xẻ tay nghê nguyên khối cũng như là xẻ các cái phần tó nguyên khối. Cho nên là để mà nói về mức độ đầu tư cây như Mộc Nam Huy ấy, thì thực sự với quý anh chị là đến mấy anh em thợ cưa còn phải sợ. Còn phải nói là chưa từng có một ai ở trong làng nghề dám cưa như cơ sở bên em. Đó. Mặt ván thì cơ sở nâng cấp với độ dày là 2 phân rưỡi cưa. Đó, chân 14. Tiêu chuẩn của một bộ ghế cột 12 form giãn 10, form giãn 14 nha quý chị nhá, với dàn chân 14. Dạ vâng, đến với cái chủ đề đó là tại sao mà xưởng em lại chọn cái hình thức đó là quét cái lớp lót đầu tiên. Đó, dẫu là mình biết là rất là mất thời gian đó quý chị nhá, so với việc mà mình cầm một cái bếp đó mình xịt thì nó rất là nhanh. Đó, một bộ thì anh em có thể là nếu bắn bằng lót, bắn bằng máy, anh em bắn là chỉ trong vòng là tí xíu thôi là xong một bộ rồi. Đó, nhưng mà mọi người xem, anh em quét bằng tay nó rất là tỉ mỉ nha quý anh chị nha. Thì cái việc mà anh em quét bằng tay về vừa lâu công, vừa tốn lót hơn. Đó, nhưng mà nó mang lại cho mình một cái mục đích rất là hay. Đó là anh em quét nó sẽ có một cái lớp nó dày hơn so với là bắn bằng bếp như quý anh chị. Thì quan trọng nhất trên một cái sản phẩm với quý anh chị không phải là lớp sơn hay là lớp bóng, mà nó phải là cái lớp sơn lót. Nhiều người không biết thì cứ bảo là sơn 5 lần 7 lượt, hay là nhiều người cứ quảng cáo quá lên sự thật, bảo là xưởng em, nhà em sơn hàng 10 lớp. Thực ra với quý anh chị là chẳng có một cái sản phẩm đồ gỗ nào mà cần thiết phải sơn đến 10 lớp cả. Đó, quan trọng nhất để mà nói về khi mà một cái sản phẩm nó sơn đẹp nhá, thì quan trọng nhất nó phải là cái lớp lót đầu tiên. Đó, những cái lớp lót nó sẽ giúp cho những cái tôm gỗ nó bị phủ đầy luôn, đầy hết cái tôm gỗ, cái sản phẩm nó gọi là lấp đầy tôm. Và khi mình cứ xả đi, mình cứ qua mỗi một lớp mình lại chà đi, lại xả đi, thì là nó sẽ mịn, nó sẽ đẹp hơn. Và cái lớp sơn khi mà mình bắn vào nó sẽ ăn màu hơn, và cái độ màu nó sẽ đồng đều hơn. Chứ không phải là quảng cáo bộ là xưởng tôi sơn 5 lớp, 7 lớp, 10 lớp, kể cả có 20 lớp, nhưng mà cái lớp lót đầu tiên mà không xử lý được, không làm kỹ thì tất cả coi như là vứt, không thể gọi là nói thêm được cái gì cả. Đấy, thế cho nên là với công tác đầu tiên, với cái lớp đầu tiên là cơ sở luôn luôn là cho anh em làm lót tay. Đó, không có cho làm lót máy quý chị nhá. Bởi vì máy khi mà mình bắn á, bắn ở những cái lớp lót 2 thì rất là ok. Nhưng mà cái lớp lót đầu ấy nó sẽ không lấy được cái độ dày. Đó, không lấy được độ dày và không lấy được những cái sự tỉ mỉ, không lấy được cái sự chi tiết. Đó, cho nên là cơ sở sẽ cho anh em mà làm lót tay đàng hoàng.
đó, để mà các cái lớp sau nó sẽ ăn màu hơn, hàng nó sẽ đẹp hơn. À, trước khi mà cho anh em làm lót ấy thì nó là cái khâu làm nguội. Đó, khâu làm nguội đó là khâu mình làm keo này. Đó, làm keo rồi mình chà tất cả mọi thứ cho nó sạch sẽ, chỉn chu. Rồi bắt đầu mình mới tới công tác lót nha quý anh chị. Thì đối với gỗ tràm bung vàng hàng lõi, trên cái hàng này, cây cối khi chúng em làm lên ấy, để cũng để cho cái sản phẩm nó, thứ nhất là nó bền hơn. Cái thứ hai là để hạn chế vấn đề mà răm rút. Thì chúng em sẽ cho anh em sơn lót một hết. Để sau này quý anh chị tới xưởng cứ kiểm tra mộc thoải mái. Ok, ưng ý, thích màu sơn gì thì sơn cái màu đấy. Đó, thì hôm nay công tác là cơ sở chúng em làm thực tế. Thì em quay cho quý anh chị để quý anh chị cùng xem và hiểu về cái công tác để chúng em làm ra những cái sản phẩm đẹp cũng như là chất lượng, thì nó cần phải tốn những cái gì và thời gian ra sao. Công tác về câu chuyện về một cái lớp đơn giản thôi, lớp sơn lót đầu tiên thôi. Đó, từ ban đầu video mà cho tới lúc này là mọi người xem là cỡ 5 phút rồi. Mọi người nhìn thấy anh bạn ở đây anh ấy lót, đó là rất là kỳ công quý anh chị nhá, rất là kỳ công. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay về tiêu chuẩn của một bộ ghế cột 12, tay nghê nguyên khối, mặt gỗ xoan đào, nguyên tấm 2,5 phân. Hoàn thiện một cái bộ này có bàn đôn hộc kéo đầy đủ hết. Cơ sở chúng em hoàn thiện với tiêu chuẩn giá là 25 triệu. Xin giới thiệu với tất cả quý cô bác chị khán giả. Hàng này nếu mà so với gỗ gõ đỏ Nam Phi, đóng một bộ y chang như vậy, chúng ta phải đóng với tiêu chuẩn khoảng chừng 50 mấy, 60 triệu. Nhưng mà ở đây chúng ta mua cây tràm bung vàng lõi, và nó là hàng tràm bung vàng lõi thật như quý anh chị nhá, không phải là cây tràm lai. Cho nên quý anh chị nhìn cái màu cây, nhìn cái độ lõi và nhìn cái cách mà chúng em đóng là quý anh chị biết ngay. Đó, còn hàng tràm lai thì rác của nó là cực kỳ nhiều, và hàng đó thì thị trường thì loanh quanh chỉ khoảng 10 mấy thôi, quý anh chị cũng mua được. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video kế tiếp.